Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, trưa chiều nay thì khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Nam đã có mây dông gây mưa. Diện mưa chưa rộng và ít điểm mưa lượng khá. Dự báo là đêm nay sang đến ngày mai thì mưa sẽ lan rộng ra toàn khu vực này và có những điểm mưa lượng khá tương ứng với màu xanh lá như thế này. Lượng mưa là trên 70mm. Mưa trong giai đoạn giao mùa rất dễ xảy ra các hiện tượng như là lốc sét, gió giật mạnh và thậm chí là cả mưa đá. Có mưa nên ngày mai các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống đến Huế sẽ dịu mát, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho tới 29 độ. Còn ở phía Nam miền Trung với thành phố Đà Nẵng, dự báo ngày mai lúc mưa lúc nắng, nhiệt độ là 29 độ. Quy Nhơn trở xuống đến Phan Thiết thì nắng cả ngày, mức nhiệt là 32 đến 33 độ. Với khu vực Tây Nguyên, dự báo ngày mai trời cũng sẽ nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa sẽ là từ 32 cho tới 34 độ. Với khu vực Nam Bộ, ngày mai vẫn nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Ở miền Đông có Tây Ninh, Đồng Phú và Biên Hòa nắng nóng gay gắt với mức nhiệt là 37 đến 38 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác thì nhiệt độ sẽ là từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở Đông Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai thì trời vẫn khá lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Yên Bái, Hà Giang, sang đến Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng và Ninh Bình phổ biến là 22 cho tới 25 độ. Ở phía Tây như là Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La, nhiệt độ cao hơn 29 đến 30 độ. Chuyển sang thời tiết biển, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm nay gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sang ngày mai thì sóng gió sẽ giảm dần. Còn ở quanh huyện đảo Hoàng Sa, dự báo ngày mai thời tiết tốt, trời có nắng, gió là cấp 4, cấp 5. Với huyện đảo Trường Sa thì cảnh báo ngày mai có mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.